Anh chia sẻ cho mọi người coi anh được ơn gì của Chúa. Dạ, con kính thưa cha và công đoàn ạ. Con Bùi Thức Tiến ạ, con đến từ Nghệ An ạ. Và con là người ngoài đạo ạ. Và gia đình con đã được ơn Chúa rất nhiều ạ. Đây, một người ngoài đạo đến từ Nghệ An được ơn Chúa rất nhiều. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào anh. Rồi, anh chia sẻ anh được ơn gì. Dạ, con thưa cha và công đoàn ạ. Ơn thứ nhất là cha con ạ. Cha con đã tái biến 2 năm nay rồi ạ. Thì từ khi cha con đến với lòng thương xót của Chúa thì bây giờ cha con đã chống gậy đi được từ từ rồi ạ. Được ơn thứ nhất là cha của anh, tức là ba của anh, tức là bố của anh ấy, tức là thầy, là người đẻ ba của anh ấy là đã bị tai biến, không đi được và đến đây cầu nguyện lòng thương cho Chúa, bây giờ đã chống gậy đi lại được. Bao nhiêu tuổi? Dạ, ba con này, cha con năm nay 60 tuổi rồi ạ. 60 tuổi rồi, ơn thứ nhất. Ơn thứ hai? Dạ, ơn thứ hai là con lớn tính của mẹ con ạ. Dạ, mẹ con thì đau chân không bước đi được ạ. Thì quá một người thì mẹ con đến với lòng thương Chúa đấy. Thì cha lòng đập cho mẹ con mẹ cá. Thì bây giờ mẹ về con, mẹ con khỏe rồi và đi làm ruộng, đi cày, đi vườn rồi ạ. Đọc cho mẹ anh thấy cái. Mẹ anh bao nhiêu tuổi? Dạ, mẹ con năm nay sinh năm 67, năm nay 57 tuổi, còn quyến ấy. 67. Rồi, còn gì nữa? Dạ, và ơn của con ạ. Con thì nó, con có lòng thương xót của Chúa thì nói thật với Chúa. Với cha là con đi viện thì trước là con bị bệnh thì... Con bị bệnh do ná nó ăn lên nào ạ. Thì con đến bệnh viện thì bệnh viện bảo là con là bây giờ là bị... Dĩ chứng đề lại rồi, con bây giờ chưa còn nữa. Thì con về thì con để với lòng thương xót của Chúa thì bắt đầu tình trạng con hồi phục dần dần, bây giờ con trở lại bình thường lâu lắm rồi ạ. Sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đưa cả ba anh, nghe gọi là cha của anh, mẹ của anh và anh, cả ba người đến đây đều được ơn Chúa lành. Ba thì bại liệt và đã chống gậy đi được, mẹ thì không đi được và bây giờ đã làm ruộng được, và anh là bệnh thần kinh do ná hoan trên đầu và người ta bảo sẽ để lại di chứng là sẽ man mắt mắt khùng điên. Và vì anh tỉnh táo bình thường anh đến đây, làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng, anh đến đây cầu nguyện để Chúa ban ơn. Dạ, thưa cha, thì con cũng nhớ lòng thương xót thì nội dung là của lòng thương xót bạn bè. Dạ, bạn bè bảo thì mẹ con đến và từ giờ con làm truyền đá thì con đến với lòng thương xót của cha. Rồi, anh. Dạ, từ khi đến lòng thương xót của cha thì mẹ con được bệnh, bây giờ mẹ con có thơ chùa và sáng thượng mẹ con được kính mà nhà con là người ngoài đạo ạ. Không ngoài đạo nhưng mà mẹ Chúa thì bây giờ mẹ anh là thờ Chúa và sáng sớm là tin của anh. Còn anh có tin vào Chúa không? Dạ, con thì cũng tin vào Chúa đó. Thật sự con chưa còn tin nữa. Dạ, trước thì con nói với con cũng nửa lắm. Tại vì con này chả biết đâu được. Thì nhưng mà giờ thì thật sự con tin vào Chúa đó. Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Trước thì biết đâu được. Giống như là các tông đồ lấy đâu ra mà có mà ăn, mà lấy đâu tiền ra mà mua đó. Nhiều người đến với lòng Chúa thương xót cũng nhà tâm trạng của anh, ôi lấy đâu ra mà phép lạ ngày hôm nay, lấy đâu ra mà năm nuôi được cho 5,000 người, lấy đâu ra mà tiền mà mua, lấy đâu ra mà bánh. Ngày hôm nay người ta cũng đến với lòng Chúa thương xót, người ta nghi ngờ như vậy, lấy đâu ra mà phép lạ. Nhưng đây là một lời không phải của người có đạo, nhà người ngoài đạo. Ngày xưa tụi con cũng nghĩ như vậy, lấy đâu ra, nhưng mà bây giờ con đã tin rồi. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng để cho ba của anh nha, để ba của anh nghe. Còn đây là cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa. Hôm nay kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 mỗi tháng để tặng cho mẹ anh. Còn anh thì tôi tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tin Thác có CD kèm theo nha. Ba người, mỗi người một món quà của lòng Chúa thương xót và mẹ Fatima. À, anh lại còn muốn xin cái móc quà. Đây, cho anh cái móc quà. Cái móc quà này con giữ bên cạnh mình ạ. Rồi, thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà xin móc quà lòng Chúa thương xót để giữ bên mình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, tiếp tục.